Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp tiếng Anh nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Azan OCG 3700, một mẫu xe đua được trang bị full bộ group Shimano Soza. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe để cho các bác xem. Azan OCG, nước sơn nguyên bản. Xe do là xe bãi đã qua sử dụng nên là có được những cái vết xước mà không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể chiếc xe thì xe vẫn còn rất là đẹp. Thì full bộ group Shimano Soza. Xanh 3 mạch. Với mức giá là 9,5 triệu rồi mà đã được bộ group Shimano Soza cũng là khung gian xe gian thì rất là hợp lý. Giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 263 đến 72,3 đi là phù hợp. Giá của chiếc xe như em đã nói ở đầu video là 9,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của chúng tôi trên kênh. Các bác hãy đến video lần sau.